Nhất là điều quê quải, nhất là giàu thì bây giờ suy cho bị xịn 1.192.000 rách bạc á. Vô từ từ để xin chưa phải một cái đó khó à. Rách bạc rách sập đảo bàn gì. Trời, cái trò chơi gì mà tưởng dễ nhưng mà không dễ chút nào luôn á. Tại cái ổ phú nhìn tại cái lại đôi chợ lớn đâu thao. Tuần trước gia đình mình có ăn ở cà phê cá coi trong đại thế giới nè. Coi Garden Coffee, chỗ nào bữa mình có review qua một lần. Wow, hôm nay trang trí Halloween dễ thương quá trời luôn. Còn mấy em nhỏ tới sẽ được tặng bong bóng và kẹo nữa. Vô đây ăn uống cà phê nè, ngắm cá coi nè. Và đặc biệt là có cả khu trò chơi nít nữa. Hỏi sao mà nhà mình lúc nào cũng thích lại đây hết. Cá nhân mình thấy thì đồ ăn ở đây khá là ngon. Người lớn trẻ em đều ăn được hết. Giá đây thì nó sẽ hơi nhỉnh một chút, nhưng mà bạn có thể vừa ăn vừa chơi nên mình cảm thấy cũng khá là ok. Rồi tự nhiên mình bày ra cái trò chơi dịch số bằng tiếng Hoa. Trời ơi, tưởng dễ lắm nha, tự nhiên chơi một hồi ai cũng quán hết trơn. Chắc mình. Dạ. Bạc mình. Nhân xin bạc bạc lục sập lục ạ. Chắc mình cậu chi. Bạc bạc sập bạc. Chắc bạc ba sập ba bạc bạc. 2.359.000. Tới mình là chịu không nha trời. Vì bạc sám sập. Mình cậu. Chết gì? Ba chín cậu ba mạn. Em 1 tỷ. Wow. Sập chết cậu chín sám bạc mạn. Cậu chín là chán lên lục sập mạn. Lục sập lục mạn. Ca sập ba chín mạn đúng không? Sập mạn. Bạc mạn. Sập gì vậy? Cách gõ số của tiếng Hoa nó sẽ hơi khác một chút xíu của tiếng Việt. Ví dụ như là 10.000 thì tụi mình sẽ gọi là giáp màn, tức là 1 vạn. Còn 100 triệu thì tụi mình sẽ gọi là giáp giết, có nghĩa là 1 ức. 1 tỷ thì sẽ gọi là sập giết, có nghĩa là 10 ức. Cho nên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hoa mà không nhìn số là quán luôn á. Lâu lâu bài kèo cho mọi người chơi mà vui quá trời. Tại không gian chỗ ngồi ở đây nó thoải mái, mỗi gia đình một ô như vậy cho nên cũng không phiền tới ai hết. Sắp tới Halloween các bạn có thể dẫn người nhà ra đây trải nghiệm thử và thử chơi cái trò của mình thử xem. Thấy ai cũng đọc thần chú như vậy nè. Chín màn. Hello mẹ.